Một cái đường đi em mới thấy lần đầu luôn. Cho chú Thành hỏi là trong hai cái môn bia lỗi, bia băng thì cái nào nó khó hơn con? Bia phan. Bia phan khó hơn hả? Khó hơn chứ, cái này phải tính toán kìa. Tại vì một lần là nó phải trúng cái hai viên đúng không con? Phải tính toán cho nên nó khó hơn đúng không? Dạ. Em cũng mới học nhưng mà em mới học có một buổi thôi. Cho cô Harry một tình huống đi. Con để bi, con cho cô Harry một tình huống đi. Ok, hiểu. Vậy nhưng mà có đúng chạm mặt với nhau nha. Tại sao chạm mặt người ta kìa, người ta có ý kiến kìa. Kìa kìa, ông mắc cỡ kìa. Mắc cỡ. Ông nói với cô xong ông mắc cỡ kìa. Bà đừng nói mắc cỡ. Bà mắc cỡ tôi mới thấy mắc cỡ nè. Và chúng ta cùng đến với thử thách đầu tiên của bé. Hiện tại mọi người có thể thấy được trên bàn chúng ta đang có 3 cây cơ. Rồi. Chúng ta sẽ tấn công vào viên bi này. Rồi. Bắt buộc phải dội được 3 cái phân. Rồi. Sau đó là viên bi này sẽ được đưa lên cây cơ này. Và viên bi này sẽ chạy, tự chạy để trúng hai cái mục tiêu này. Vô lý. Nó chỉ có trong phim hoạt hình mới có đó. Hoàng Ân. Dạ. Con nghĩ là xác suất con có thể làm được là bao nhiêu phần trăm? 90%. Trời ơi. Chứ nghĩ trả lời nha, chứ mới nói gì. Đúng rồi. Nói ào ào à. Để ông tính toán cái đường bi của ông đi làm sao. Cho bạn 3 lần đánh đó. 3 lần. Làm được có trà sữa luôn. Khoái. Ráng đi, cô Thư mê trà sữa lắm. Cho cô Thư cán ly nhân nha. Con có xin trả giá không? Mình có trả giá lên 4 lần, 5 lần gì không? Hay là 3 lần là ok rồi? 3. Thử thách bắt đầu. Một cái đường bi em mới thấy lần đầu luôn. Ngồi dưới này em thấy gì vậy? Ngồi dưới này không thấy nha. Đúng rồi đó. Bây giờ là con làm lại cho mọi người xem để mọi người có thể coi tận mắt nha. Đó là dội 2 phân đi gốc. Dội lên phân thứ 3. Trời ơi, nó làm cái gì vậy? Cái này con tập lâu không? Dạ có. Tập lâu là mấy tiếng, mấy ngày? Một tiếng. Anh nhân say sưa biểu diễn cho cô Harry Won coi quá nè. Dạ, theo như thông tin của chương trình thì bé cũng tập cái chiêu này khá lâu. Chắc khoảng 5 phút vừa rồi trong lúc mọi người vừa set up xong. Cái gì? Từ nãy giờ nó quánh cái nào dính cái đó. Ai nói nó quánh nó dính nè. Cơm bưng nước ngọt, nhân tài. Dạ, mời anh. Con cảm ơn chủ chính thôi. Cảm ơn con. Trời ơi, giỏi quá. Chúng ta lại đến với một thử thách tiếp theo.
một sự gây khó dễ dành cho bé ưng. Lần này mọi người có muốn lên đây luôn để cho mình có thể quan sát kỹ hơn về cái thử thách lần này không ạ? Dạ. Lần này đơn giản hơn, đỡ cầu kỳ hơn. Pop 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 pop. Này là đậu xe vào bãi. Đúng cái này nè. Nhưng bắt buộc là phải từ 3 băng trở lên, phải giỏi 3 phân trở lên rồi mới được vào. Mấy lần? Đi thử một round đi rồi tôi coi nó làm sao. Đi hơi sò đi con. Và ở đây chúng ta có 6 viên bi. Thử thách của con là bắt buộc phải đưa cả 6 viên bi vào hộp yên vị ở bên trong. Tới 5 bi là bây giờ một bi chưa chắc là nó đúng cái chỗ mà nó dư đúng một chỗ á. Con được đánh 10 lần. Được đánh 10 lần. Mà con quánh được 5 hay là 4 đến 6 viên bi là tôi thấy con thắng rồi. Lượt đánh đầu tiên. Được, cái này nó có vấn đề nhá. Ê, để cô Hương đứng giữ cái này cho. Một viên. Một viên. Một. Ba phân rồi. Hai viên. Một. Hai. Ba phân rồi. Hai viên. Ê, 6 lần là vô một lần luôn á, khỏi cần 10 á nha. Sao nó làm gì hay vậy? Giữ vô cái hộp giùm thôi đó. Ba viên. Trời ơi, trời ơi. Vô. Eo ơi, sao nó làm cứ bình thường như cân đường hộp sữa thế hả? Thực sự rất thuyết phục. Hồi nãy cô biên tập của chương trình có ghé vô lỗ tai tôi nói anh Thành biết không, bình thường là không có cái này, tới đây chương trình tụi em mới nghĩ bài bày ra cho có cái gọi là thử thách để cho nó đặc biệt, nó tập cái được liền luôn. Mà quan trọng là với cái áp lực lúc mà cái đêm quay thật như thế này và anh còn đưa ra cái số lượng giới hạn đúng nữa. Các bạn thân mến, nên nhớ thể thao luôn luôn ngoài kỹ thuật ra nó có cái gọi là hên xui nữa, cho nên ở đây trường quay, khán giả, máy quay, tâm lý nữa mà cháu tôi rất bình tĩnh, thuyết phục hoàn toàn. Ho bế nè. Đúng rồi anh Khang. Massage. Massage cho con em đi. Để bây giờ chúng ta đến cái thử thách cuối cùng nữa. Rồi, một thử thách nữa. Quánh thêm một trận nữa. Vô.
với thử thách cuối cùng của bé Ân trong đêm bán kết ngày hôm nay. Chúng ta lại có một cái tiểu cảnh khác ở trên bàn bia này. Là cái gì ta? Để em miêu tả cái đường đi của trái bia này để mọi người thấy có nó có đơn giản hơn không ạ? Harry sẽ đi lên. Bé sẽ lại đánh viên bi màu vàng này. Và viên bi màu vàng này sẽ phải nhảy qua cái hàng rào này và dội vào ba phong bên kia và quay trở lại đây. Phải đánh ngã được cái hàng rào đó thì chúng ta mới tính là hoàn thành thử thách. Là cái viên bi này. Chỉ nó đánh vô hai viên bi này. Dạ không, có đánh vô hai viên bi này. Đập vô mà. Phải đập vô cái phân này để nhảy qua. Sao nó nhảy được? Hai viên bi để đó để làm chướng ngại vật thôi ạ. Cái mục tiêu lần này là cái hàng rào. À, chú Thành cho lượt này bao nhiêu lần nè? Bớt quá tạm 3 thôi. Dạ. 3 lần được không con? Dạ. Thử thách bắt đầu. Bây giờ chú có thể xin con cho chú được một lần coi lợi với lại mọi người ta có cơ hội ta bắt hình được con được không? Coi như là thắng rồi nha. Nhưng gọi là năn nỉ, coi như là cho thêm đâu. Cơm tắm cho miếng cơm thêm sườn bị chả đâu nha. Chú Thành muốn làm bao nhiêu lần nữa? Không, thằng nhỏ này là người ta set cái chế độ replay cho nó. Cứ việc coi xong cái tua lại, coi xong cái tua lại. Và đến với lại đêm bán kết của siêu tài năng nhí thì Ưng có vẻ như không phải là đi thi nữa rồi. Đúng mà rồi. Tới đây để biểu diễn. Chị cho cô chú coi mấy cái kỹ năng lạ lùng này. Cô Kiều nói đúng. Đã lâu lắm rồi Phú Thành mới thấy một bạn nhỏ mà khi đi thi bình tĩnh như con. Và làm rất đúng những gì chương trình đưa ra. Con tôi tới giờ phút này nha. Đến giờ phút này vẫn thành thật nha. Đúng. Hỏi cái nào dễ nó nói dễ. Không quánh được hay không suy nghĩ ngồi nói 90% là 90%. Nãy giờ nó chưa trật cái gì hết á. Chú Thành rất thích cái tính này của con. Nói chung là đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Với một bé mà con mới 9 tuổi thôi, bình tĩnh như chú Thành nói, rất bình tĩnh. Hy vọng là tương lai con sẽ có nhiều cái giải thưởng rất vinh dự, rất là kiêu với Bia nha. Dạ. Hôm nay con quá xuất sắc, quá là đàn ông và rất là ngầu nha. Mà chị người ta cũng rất là đàng hoàng, rất là lịch sự. Tử tế. Cô rất là muốn là con cứ tử tế như bây giờ vậy thôi. Dạ. Chú Thành sẽ mời gia đình con qua nhà hàng của chú Thành ăn một bữa miễn phí nha. Dạ. Dạ, cảm ơn ba vị giám khảo và chúc mừng Hoàng Ân nha.